Vâng, và chào bác quay trở lại kênh YouTube Mario. Hôm nay trở lại kênh của em thì có về được một cái bộ combo sản phẩm mà trước đây em từng bán, thì em về cách đây khoảng một tuần em về và em đang bán luôn. Thì không kịp review kỹ các bác, hôm nay em về thêm một bộ nữa. Có cái tên là, một cái set combo tên là Zamo S809, một bộ loa 5.0 màu trắng trước mắt các bác đây. Kèm theo đó là một chiếc âm ly cực kỳ xịn sò giữa, âm ly receiver có tên là Denon 4500H. Và cái điều đặc biệt của tất cả cái bộ âm thanh này đó là gì? Tất cả đều là hàng mới tinh 100%, mới tinh 100% và mức giá rất là tốt. Và cả một cái set này có giá là 35 triệu. Đập hộp hết cho các bác luôn, từ cả loa đến âm ly luôn. Đó, điện con này là âm ly Denon 4500H, là điện 230V, hàng xách tay và hàng này là hàng mới tinh 100% các bác nhá. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái em sẽ giới thiệu cho các bác về cặp loa trước, cặp loa bộ loa trước. Thì đây là bộ loa Zamo S809, các bác có thể thấy ở trên hãng đang bán khoảng tầm 16 triệu. Tuy nhiên là em đang lấy được một ít hàng mà hàng này là hàng mà hãng người ta sale thì có mức giá rất là tốt. Cái set loa này, cả một năm con loa này có giá là 11 triệu. Cho đó thì cái cặp loa cột này có chiều cao khoảng hơn 1 mét và với một cái lỗ thông hơi ở phía trước kia. Đó, lỗ thông hơi ở phía trước. Thì nó có giá, có cái công suất mỗi một loa như thế này là từ 120W đến max là 240W với 4 đường tiếng. 4 đường tiếng như này, 1, 2, 3, 4 này, giải chép và giải mid và giải giải 2 giải bass. Đó, và có đầy, cái này thì đầy đủ EK, nhưng tuy nhiên em đã bỏ EK treo loa để các bác có thể quan sát nó rõ hơn. Tiếp là chúng ta có, ở giữa chúng ta có một cái là cái loa front này như này. Loa này các bác có thể làm với công suất là 60W đến 120W, max là 120W một loa để các bác có thể xem phim và nghe nhạc, trải nghiệm những cái âm thanh xem phim sống động nhất. Ở giữa chúng ta có một cái là gì? Có một cái con loa center này. Loa center này thì nó cũng công suất cũng khá là lớn, khoảng tầm 60 đến 120W. Nhưng đặc điểm của con center rất là hay các bác nhìn nhé. Ở bên dưới nó này có một cái chân như thế này để nó kê cái loa cao lên, cho cái phần tản nhiệt, khay tản nhiệt giữa âm ly và loa nó có khoảng cách để nó có thể tản được nhiệt và không ảnh hưởng đến loa. Cái điều thứ hai là cái center thiết kế rất là đẹp và âm thanh rất là hay. Khi mà các bác xem phim, cái lời thoại nó rất là rõ ràng và chi tiết. Khi các bác xem thời sự hay xem phim, cái lời thoại cực kỳ là rõ ràng và nó đọc rất là rõ. Đấy, và cũng có hai cái giải mid bass ở hai bên và một giải chép ở giữa. Do đó là cái âm thanh của cái loa center thì rất là tuyệt vời khi mà xem phim. Đó, thì hàng đầy đủ như thế này, rất hợp lý. Và chúng ta còn một cái âm ly nữa là âm ly Denon 4500H màu bạc, gọi là màu silver đấy. Màu này rất là ít trên thị trường, rất là hiếm đấy. Màu đen thì nhiều lắm, nhưng màu đẹp rất là ít và đẹp. Do đó em đã cố tình em phối ghép cái âm ly màu đen này với cả cái set này để cho một cái màu, với cái tông màu nó phù hợp với nhau. Cái thứ hai là con âm ly nó cực kỳ có nhiều tính năng hay ho. Các bác có thể chơi được Bluetooth này, sử dụng chip rẻ mã này, 24 bit này, Bluetooth này, các bác có thể chơi được AirPlay, AirPlay 2, con này chơi là AirPlay 2 nhé. Ngoài ra các bác có thêm rất nhiều 8 đường kết nối đầu vào, như là 8 đường HDMI in. Các bác có thể chơi được Blu-ray, có thể chơi được đĩa CD, có thể chơi được xem phim, nó chơi game, nó quá là nhiều tính năng hay khi các bác kết nối nó. Con này có tới 2 đường quang và có khả năng đánh, khả năng truyền hình ảnh tới 4K, khả năng chơi nhạc DTS, rồi có một cái app là app Hios, các bác, app này là app độc quyền của Denon và Mazang. Các bác có thể kết nối vào app đó và các trải nghiệm trên đó như một cái chiếc điều khiển. Và nói chung là nó có cực kỳ nhiều công suất thì cũng rất là khỏe luôn. Có thể chơi được tối đa tới 11.2 kênh mà công suất nếu mà chơi 9 kênh khoảng 200W một kênh, 200W một kênh. Đó, thì đánh vô tư những cặp loa lớn này, thậm chí lớn hơn, các bác chơi cũng rất thoải mái. Đấy, thì Bluetooth rồi AirPlay âm thanh chuẩn Hi-Res. Nói chung là con này, riêng trên chiếc Denon 4500H này các bác, em có thể nói đến nguyên một ngày cho cái chiếc âm ly này luôn. Bởi vì nó có quá nhiều tính năng, thì những cái tính năng sâu sắc hơn thì các bác có thể tham khảo ở trên những cái trang diễn đàn hay là những cái website ở trên Google để, hoặc là các bác có thể điện cho em sẽ tư vấn các bác kỹ. Thì nếu các bác muốn mua lẻ chiếc âm ly này các bác nhé, muốn mua lẻ hàng mới tinh nguyên hộp thì có giá là 24 triệu cho một chiếc âm ly này. Hàng xách tay, điện 230V, các bác dùng hàng đập hộp luôn đấy ạ. Còn cả cái loa này thì sẽ là 11 triệu tổng cả hai cái combo như thế này. Có mức giá là 35 triệu các bác nhá. 35 triệu đây là mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác. Không hề đơn giản, không hề dễ dàng để có mức giá này đâu. Đó, thì bây giờ sẽ
Mời các bác lắng nghe tiếp cái chất âm đến từ bộ dàn có tên là Zammo S809 cộng với lại là gì? Chiếc âm đi đền đông APR 4500H các bác em. Tất cả là hàng đập hộp, hàng nguyên siêu đập hộp cho các bác, và cái clip đập hộp em đã thể hiện ở video trước rồi. Tuy nhiên là cái này khoảng một tuần em bán nó nhanh quá, em đăng một cái thì buổi tối là các bác ở trong Bình Dương bác ấy mua luôn. Do đó em cũng không thể kịp làm kỹ chi tiết như bây giờ, thì bây giờ em phải thêm một set nữa. Thì bác nào mà quan tâm sớm hay là hàng sớm các bác có thể qua nhà em ra tham khảo hoặc nghe trực tiếp tại địa chỉ em để bên dưới, hoặc là các bác có thể gọi điện qua số 0964801493 các bác nhá, để các bác có thể tham quan tham khảo, hoặc là các bác muốn mua online các bác có thể đặt hàng nhà em có thể cọc tiền và ship code. Thì tất cả những phương án mà mua hàng thì giữa hai bên thỏa thuận cho nó thoải mái, thì các bác có thể mua hàng cho yên tâm, hàng nhà bảo hành đồng hàng các bác. Ok, bây giờ xin mời các bác cùng lắng nghe tiếp chuyên âm đến từ cái combo này, thực sự là quá đẹp các bạn, cực kỳ đẹp luôn và rất là hợp lý cho các bác khi lựa chọn một trong một những căn nhà mà chúng ta có căn phòng khoảng tầm 5-70 m², khoảng 50 m² đổ lại, 50 m² đổ lại thì rất là tuyệt vời. Thì xét một cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc như thế này thì rất là hay và rất là hợp lý luôn. Đó. Thời gian cũ quên đi.